Ok các bạn, chúng ta tiếp tục đi thu thập những con quay vô cực thôi. Đây này, ok luôn. Ôi, wow, đây, hai con quay vô cực. Ui, ui, cái bẫy cửa, ây, lướt con này. Thôi các bạn ơi, bị va vào cái bẫy, mất một con quay vô cực rồi. Về đến đích chỉ được có một con thôi, không sao cả, đội hình của mình này. Ok, chiến đấu xem nào. Wow, wow, bẫy cửa. Quá nhanh chóng đội hình của mình. Victory các bạn ạ. Rồi, đi tiếp thôi. Wow, ở phía trước kìa các bạn ơi, mờ mờ ảo ảo, có hai con quay vô cực đứng ở một bên trái và hai con quay vô cực đứng ở bên phải. Ở giữa thì có ba cái cột bẫy các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ phải lé ra. Đây rồi, hai con quay vô cực. Ok luôn. Ui, cả bốn con quay vô cực lên. Được rồi. Ui, nhiều quá luôn. Wow, hiện tại mình đang có 9 con quay vô cực luôn. Wow, đội hình bên kia các bạn ơi, kín sàn luôn con cây vô cực. Không sao, bên mình cũng kín sàn luôn các bạn ạ. Ôi, chiến đấu xem nào. Wow, 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 các bạn ơi, quá nhanh chóng đội hình của mình. Vèo, 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 vèo. Victory, tiếp tục đi thôi nào. Wow, có một cửa cộng 3, một cửa cộng 2. Thì các bạn đi vào cửa nào? Mình chắc chắn là đi vào cửa cộng 2 rồi. Ok luôn, đấy, cộng 2 lên. Được, ba anh em luôn, ba con quay vô cực. Cộng 2 tiếp. Rồi, 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 rồi. Wow, lần này về được 4 con quay vô cực. Chiến đấu với con khủng long các bạn ơi. Ok, kết hợp lên. Rồi, rồi, kết hợp tiếp. Rồi, 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 rồi. Ok, chiến đấu đi xem nào. Ui, 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 các bạn ơi, bên kia có con khủng long ư? Không sao, chúng ta tiêu diệt quá nhanh chóng các bạn ạ. Con khủng long kia bị thất bại. Tiếp nha, tiếp nha. Ui, cộng 15 nè, ngon lành cách nào. Ôi, phải trừ 3 các bạn ơi. Không sao, chúng ta lại được cộng 2 đây. Rồi, rồi, ui, bay, 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 bay. Wow, lần này về được 5 con quay vô cực. Bên kia kìa các bạn ơi, có 3-4 con quay vô cực đỏ lòm xoáy 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 luôn. Wow, mình kết hợp vào, kết hợp vào, lên nào. Ấy, wow, mình cũng rất là nhiều con quay vô cực màu đỏ luôn các bạn ạ. Wow, đầy nữa, đầy nữa. Wow, rất là nhiều luôn. Rồi, chiến đấu xem nào. Wow, yeah, yeah, ui, bên kia những con quay vô cực màu đỏ bên kia quá yếu các bạn ạ. Chạm vào những con quay vô cực màu đỏ của bên mình là bị tiêu diệt luôn, bay ra khỏi sàn đấu. Ok, ok, let's go, let's go. Let's go nào. Ui, cộng 3 này. Rồi, nhảy lên trên xem có cái gì không. Ui, cộng 3. Ui, thôi mất rồi các bạn ơi. Không được cộng. Lỡ. Mày vẫn còn 4 anh em này. Nào, đi về. Ồ, về đến đích được 4 anh em các bạn ơi. Bên kia lần này, wow, có 2, 4, 6, 7 con quay vô cực màu đỏ các bạn ạ. Mình kết hợp lên. Đấy, mình kết hợp lên, kết hợp lên, kết hợp lên. Rất là nhiều. Wow, con quay vô cực của bên mình quá đẳng cấp luôn các bạn ạ. Nhìn đẹp xì xì luôn. Ok, chiến đấu xem. Ui trời ơi, con quay vô cực bên kia quá yếu luôn. Nhanh chóng mình lại victory. Rồi rồi rồi, đi tiếp nào, đi tiếp nào. Ấy, ui, anh em ơi, con quay vô cực của mình. Hai ai, ui tôi đi vào ô trừ rồi. Ui cái bẫy này. And lướt rồi. Lần này về đến đích được 4 anh em. Wow, lần này các bạn ơi, mình phải chiến đấu với hai con quái vật blue luôn. Ok, chiến đấu thử xem nào. Yeah, yeah, yeah. Ui, hai con quái vật blue kia nhanh chóng bị những con quay vô cực của mình tiêu diệt. Ok, let's go tiếp tục. Ui, bẫy ư. May quá, chúng ta nhảy qua rồi. Ê, nhảy qua rồi. Tiếp tục là nhảy qua các bạn ơi. And, rồi, rồi, rồi. And, bẫy này. And. Ok, về đến đích. Wow, bây giờ bên kia có hai con quay vô cực đen xì xì luôn. Ok, mình cũng phải kết hợp lên này. Đấy, kết hợp lên để mà giống con quay vô cực đen xì xì bên kia. Được rồi, lady. Mình cũng có hai con giống bên kia. Rồi, chiến đấu. Xăng 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 xăng. Ui, khỏe thế, khỏe thế. Hai con quay vô cực bên kia khỏe đấy. Nhưng mà cũng không chống lại được nhiều con quay vô cực của bên mình. Tiếp tục đi thôi, let's go. Ok, nhảy lên. Yeah, ui, cộng 12 luôn. Ui, xôi nhiều chưa. Thôi, nhảy xuống, lé 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 bay, bay, bay. Mày quá lé được bay rồi. Wow, lần này này phải chiến đấu với một con quay vô cực quá to luôn. Ok, ok, okay, kết hợp lên. Mình phải kết hợp củng cố lên để cho đội hình con quay vô cực của mình nó khỏe. Nào, lên đi, đúng rồi, lên đây. Lên đây, lên đây. Rồi, chiến đấu xem nào. Yeah, shank, 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 shank. Cố lên, wow, 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 wow. Rồi, đã tiêu diệt được con quay vô cực siêu to khổng lồ bên đối thủ rồi. Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Nào, ui, quái vật blue bây giờ đứng ở đường này à. Bây giờ cho quái vật blue đứng ở đường này để mà tiêu diệt những con quay vô cực của mình. Ui ui, cái búa. Ai, không sao. Wow, người hoa không lấy. À, bên kia bây giờ có 4 con quái vật blue luôn. Nhưng
mà không sợ, không sợ, không sợ đâu. Thấy chưa, thấy chưa, cơ hình của mình quay xoay 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 lên đi, đúng rồi, wow, có một con quay mới, lên đi, wow, xịn chưa, lên, được rồi, chiến đấu thôi, bên kia có 3 con quay vô cực, bên mình có 5 con quay vô cực, thế làm gì, bên mình chả giành chiến thắng các bạn, bên kia thấy chưa, thua mà, rồi, đi thôi nào, nhanh lên, ui, đâu, wow, cái diều, diều nữa đây, rồi, mày quá luôn, ai, bẫy, đừng, vẫn bị lổ bay bành bành các bạn ạ. Ui, lần này có quái vật gà đen tay dài kìa các bạn ơi. Nhưng mà bên mình không sợ đâu, bên mình còn nhiều con quay vô cực hơn bên kia. Và kiểu gì chả giành chiến thắng đông, kiểu gì chả hơn ít, đúng không các bạn? Thấy chưa, victory. Tiếp tục là đi thôi nào. Ui, cộng 12 nến đông không. Ui, bay lên. Bay. Thôi, thôi. Ui mày quá các bạn ạ. Thôi, không được rồi các bạn ơi, bị thua mất rồi. Đã nha, ok luôn. Cộng 2 lên, được rồi. Rồi, nước qua đây. Ok rồi, nước sang đây, Đừng. Cộng lên. Chết. Vẫn bị thua các bạn ơi. Không sao, các bạn like video để ủng hộ mình có thể vượt qua cái màn này đi các bạn ơi. Ok nào, rồi, ok. Rồi, mình sẽ cố gắng này. Ok luôn, nhé. Lướt sang đây, rồi lướt sang đây. Ok luôn, cộng lên. Rồi, thấy chưa các bạn ơi. Các bạn like video cái, mình victory luôn. Về đến đích luôn các bạn ạ. Chiến đấu thôi, hai quay vật gần em như mình cũng không sợ đâu. Mình chiến đấu được thắng ngay thôi mà. Thấy chưa, cố lên các con quay vô cực của mình. Xoang. Rồi, đã tiêu diệt được một con quái vật gà đen. Hai con luôn, victory đã dành cho mình. Rồi, đi, let's go. Ok, nhanh lên. Ui, cộng hai. Thôi, mất cộng hai. Ai, vẫn lòi cái bom này đi các bạn ơi. Rồi, cố lên. Ok, lần này về được hai con quay vô cực các bạn ạ. Rồi, chiến đấu với rất là nhiều con quay vô cực màu đỏ bên kia luôn. Rồi, thế thì bên kia làm sao mà chống được. Bên mình có những con quay vô cực toát ra lửa quá ghê luôn. Thấy nha, victory. Ok, let's go, tiếp tục. Đây rồi. Ui xôi, đông chưa. Ui thôi, vào -4 rồi các bạn ơi. Nè sao này. Về lần này được đúng một con quay vô cực các bạn ạ. Không sao. 2, 4, 6, 8, 10 11 con quay vô cực của mình phải chiến đấu với hai con quái vật blue. Quá bình thường các bạn ạ. Quái vật blue bên kia kiểu gì nhanh chóng chẳng bị tiêu diệt. Thấy chưa, quá nhanh luôn. Mình lại victory. Ok các bạn ơi, vừa rồi tiếp tục là mình đi thu thập và nâng cấp những con quay vô cực lên. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.